Rồi, chào các bạn. Hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn về Dynamo 2.17 trong Revit 2014 có gì mới. Thì khi mình mở lên thì nó sẽ có một cái thông báo cho mình. Ở đây nó sẽ thông báo cho mình là Dynamo Core 2.17 Release. Nó sẽ có một cái tính năng gọi là sử dụng Machine Learning để khuyến cáo người dùng nên sử dụng cái nút nào khi mình dùng cái lệnh để cho nó tiết kiệm thời gian đi tìm nút hơn. Thì để mà thực hiện cái tính năng mà node auto complete thì mình sẽ vào reference, vào Dynamo, vào reference. Sau đó mình sẽ chọn feature và mình chọn vào cái nút đây. Nó sẽ có cái là enable, ở đây thì nó enable cho mình rồi, enable nút complete. Ở đây nó sẽ có cái recommend nút bản beta hoặc là mình dùng cái nút timeout và nó sẽ cho mình kết quả là 10 cái hiển thị, ví dụ như mình muốn hiển thị nhiều hơn á. Cái recommend này là nó sẽ thống kê những cái nút nào mà mình hay xài thì nó sẽ hiện ra cái phần trăm nút đó cho mình, 10 cái mình muốn hơn á thì mình thêm vào và cho nó hai cái phần below specific confidence level. Thì khi mình bật cái tính năng này lên á, enable display, đây là dòng thông báo này là Python, thì nó cho mình biết là mình dùng Python. Mặc định khi cài vào thì nó sẽ có Python, C Python 3 chấm hoặc là dùng default. Bên sau cái Write Python Editor, Iron Python. Sáng nay mình sẽ chỉnh, ví dụ như chỉnh về cái font. Sau review, tự động. Setting, play setting. Để trong này thì nó có thêm cái mục là sử dụng hardware acceleration là để tăng tốc cho cái tính toán của nó, bảo mật. Bây giờ mình mới thử một cái tính năng ha, thử là bây giờ ví dụ khi mình tạo một cái nút, tạo một cái điểm by creation. À, thì nó sẽ mới cái chỗ nào khi mình đưa chuột vào đây, mình list vào đây, nếu như bình thường thì mình kéo ra như thế này đó, còn bây giờ đó khi mình list đúp vào, mình list đúp vào thì mình không cần phải gõ mà mình chỉ cần list đúp vào, list đúp vào đó, là nó sẽ hiện ra cho mình là bây giờ ở đây á, dùng cái number slider là có 31% người dùng là người ta sử dụng cái này, còn những cái dưới này là cái phần trăm, ở đây nó hiện ra 10 số. Đây là những cái khuyến cáo hoặc là mình dùng cái này. Ở đây nó có hai cái là nó recommend nút hoặc là cái nút try match, thì nó chỉ có hai cái này. Cái tính năng này thì làm cho cái phần, ví dụ như khi mình dùng một cái lệnh ở đó mà nó mới, mình không biết cái đầu vào của nó là cái gì ấy, thì nó sẽ khuyến cáo cho mình là nên sử dụng cái gì. Bây giờ ví dụ như mình, đây là cái nút, bây giờ mình sẽ thử đường line, đây mình sẽ click đó, thì nó sẽ bắt đầu từ điểm mà nó chạy tới đây cho mình luôn. Ở đây là 42%, 42% dùng cái nút này.
và 7% là dùng chia điểm, 6% là get index, 6% là star point, 4% translate. Cái tính năng này nó rất là hay, trong khuyến cáo mình là nên dùng cái lệnh gì? Tương tự cái này thì nó sẽ còn, ví dụ như nó sẽ đứng ở đây cho mình, ví dụ như khi mình tạo một cái danh sách list create ATL, thì khi mình list chuột vào cái đối tượng ở đây thì nó sẽ cho mình biết là 10% là vào bởi tọa độ điểm, ghép tham số, string button. Thì một cái tính năng nữa là khi mình lít chuột vào đây, mình nhấn chuột phải, mình chọn là theo, thì ở bên này á, nó sẽ có hỗ trợ cho mình luôn là giải thích cái dòng lệnh này thì như thế nào, và cái zoom được cái này là nó cũng giống như là giao diện của Dynamo, mình có thể zoom lên để mình coi cái lệnh đó người ta xử lý như thế nào. Và đây là giải thích luôn số liệu đầu vào là cái gì, thể loại output ra là cái gì. Quan trọng là tất cả những cái lệnh này đều có ví dụ để cho mình dễ hình dung. So với ngày trước kia thì cái phần trợ giúp của nó bây giờ nó cải tiến nhiều hơn. Và nó có ví dụ như mình dùng cái lệnh đó thì nó sẽ có ví dụ cho mình luôn. Gọi là tính năng là auto commit, và thống kê được là có bao nhiêu cái lệnh này đã được xài. Và nó có thêm một cái tính năng gọi là view watch 3D, cái này thì có rồi nhưng mà nó sẽ cải tiến hơn cho mình.